Đúng rồi, nhất Phú Thọ ở khu này em nói với anh là chia sẻ với bác trai rằng là để mà làm trần gỗ là không phải ai cũng có điều kiện để làm trần gỗ. Vâng. Cho nên cái ngành nghề của bọn con bao giờ cũng ít khách hàng hơn so với những ngành nghề khác. Nó là như vậy. Vâng, còn nếu như mà ai cũng có cơ hội để sở hữu trần gỗ như vậy thì nó là tình bình thường quá anh Phong, công nhận đâu. Đấy. À, ngày hôm nay là ngày... Đến nay là bao nhiêu ngày rồi anh nhỉ? Ngày 3 ngày. À, 3 ngày rưỡi. Nhanh quá. Vâng, tiến độ như thế là phù hợp ạ. Nhanh quá. Các bạn anh chị em thân mến, tại em Khánh Trần Gỗ miền Bắc đang có mặt tại thành phố Việt Trì, Phú Thọ. Bây giờ tiến này đo đạc nghiệm thu trực tiếp cho gia đình nhà anh Phong và cũng như là bác Quý ở đây một cái tác phẩm trần gỗ với chất liệu là gỗ xoan phun toàn bộ không gian này. Và chắc chắn em sẽ so le nhiều hình ảnh trước khi thi công hơn để cho tất cả anh chị em cảm nhận được cái sự thay đổi khác biệt khi có trần gỗ vào. Và theo những cái thỏa thuận và thống nhất ngay từ ban đầu bác trai và cũng như anh Phong nhé, là mình sẽ đo gấp thước theo đường trung trực của chiều dài và chiều rộng tất cả đi qua tâm chống huyết, sau đó lấy chiều dài nhân với chiều rộng. Thì bây giờ là Tân kéo cho anh cái chiều dài trước này. Nhà anh thì đo thì nhanh. Dạ vâng, nhà mình thì thao tác chưa tới 10 phút rồi xong. Tân giơ cái thước cho anh Phong biết là từ cái vị trí cái đầu nhựa kia tới cái vị trí kia nó là 10 phân. Kể cả bây giờ đo xong rồi bác trai nhé, anh Phong nhé, là bất cứ lúc nào mà anh muốn em Khánh đo lại thoải mái vô tư, tất cả đều theo quy chuẩn như vậy. Mà thước này có thửa không em? Dạ, thửa là như nào anh? Anh lấy cái thước nào anh đo cũng được. 90. 90 này, trong hầm cao ra 20. Cái bóng dạng đông nó hay cái một chỗ là nó không phải là màu vàng hẳn mà nó lại hơi màu hồng phấn nhẹ. Vâng. 60 ạ. Anh nhìn giúp em anh em đo gỗ bên trong nhé. 60 này, hầm kêu ra tiếp em ơi. Vâng ạ, từ trong hầm kêu ra. Anh em đo nan bên trong đi ạ. 86. 86 này, ok ạ. Thế này là chắc có đèn chùm luôn rồi anh Phong nhỉ? Chưa. Rồi anh lắp sau. Ở giữa năm mấy? Lắp sau. 59. 59. Bây giờ em lấy cái mã từ đáy ở trong đây sang đáy trong đây em nhân đôi, lấy 59 nhân đôi ra nó bao nhiêu luôn anh nhỉ? 118. Có là bây giờ từ trong đáy trong đây sang đáy trong đây nó là 118. Thì một mã 118 thôi. Vâng, chính xác ạ. Và tiếp theo là từ mép phào này đến mép phào bên trong. Ở một cái tác phẩm trần gỗ xoan mà đang trong quá trình hoàn thiện những cái giai đoạn cuối cùng cho gia đình nhà anh Phong. Bao nhiêu em? 102. Anh Phong cứ đọc lại giúp em. 102. Mã cuối, gần mã cuối em ạ. Để đo nửa ông Nhân lên thôi chứ. Vâng ạ. Đến 46 này. Hóa ra là anh giai bên kia là sang bên nhà mình xem là ưng quá rồi hả bác? Đó nó đi nghỉ mát vừa về. À vâng. Đi nghỉ mát vừa về. Vâng. Nếu mà kỹ còn thích nữa. Bỏ tất đoạn đó có ra nhưng mà đoạn này giữ lại cho anh thì được. Muốn cong theo đường vòm. Đấy đến nửa đấy là rồi. Vâng ạ. 126. 126 à? Anh nhìn giúp em nhé, 126 nhé. 126 này. Bởi vì mình đo nó giữa tất cả các mã này nhân 2 hết anh nhé. Okay. Bởi vì là nhà mình cân hết mà. Đo anh cái chiều rộng em ơi. Khoảng bao nhiêu Khánh mỗi hôm áo khoảng bao nhiêu mét? Em không nhớ lắm, hôm đấy là bao nhiêu mét phong sàn anh nhỉ? 43 mét. Em dự toán cho mình lên tổng bao tiền? Anh chẳng nhớ em. Tí đây xem hợp đồng viên ngay. Vũ thoáng đầu. Ok anh nhỉ, không phải. Bao nhiêu em? 90. Căng 90 à? À bởi vì cái máng kia thì nó lại phải thấp xuống. Mà thò ra nhưng lại thấp xuống cuối cùng nó vẫn là bằng như vậy, 90. Giống nhau. Đó trên lời chứ. Cấp dạ. Đó trên cái băng chứ. Đúng rồi, có cái đấy thì lại bằng nhau luôn. Băng bỏ đi. Cái bởi vì cấp đấy là bằng nhau. Vũ kéo lại cho bác trai xem. Ôi đấy nói thế tôi chẳng. À vâng không, mình phải thực tế. Bao nhiêu em? 61. Em lấy 60 hay 61 rồi? Tùy em. 60 cho cân bên kia. Ok, hợp cấu ra tiếp em ơi. Có là không phải nhà ai mà cũng có gọi là cái không gian lý tưởng để làm trần gỗ đẹp.
bác trai công nhận đâu. Ví dụ như là đôi khi bác muốn trần này nhưng mà cái không gian này mình nhỏ lại không làm được. 1m45 Khánh ơi. Bao nhiêu ạ? 1m45 này. Và hai mã cuối cùng nó vẫn là 46 và 126 anh nhé, bởi vì hộp chống vuông mà. Tất cả các mã nhân hai hết này. Em chỉ lại từng mã cái không gian cái phòng khách cho mình lần nữa này. Thứ nhất là cái chiều dài, hàng chân kia 90, bên này cũng 90, là 90 nhân 2 trong hầm cầu ra đến vị trí kia nó là 60 này. Tiếp theo hầm cầu ra đến vị trí mép phào này nó là 86 này. Từ đáy trong đây sang đáy ở bên trong ô phụ đấy nó là 118. Và từ mép phào đó đến mép phào ở đây nó là 102. Và mã này đến đây nó là 46, mã cuối đến giữa tâm đấy là 126. Và cái chiều rộng bên này 90, bên kia cũng 90, 90 nhân 2 này. Hầm cầu ra đến vị trí này nó là 60 này. Và 145 đến cái vị trí này này. Và hai mã cuối cùng từ đây ra đây là 46, từ đây ra đây nó là 126. Vâng ạ, đúng rồi. Tân kéo cho anh cái ốp ạ. Tân kéo full bức và tí anh trừ hai cửa sổ là xong. Để con check cái mét sàn là mình biết ngay. Biết rồi, hơn 7 mét, gần 8 mét. Từ đâu ạ, từ đâu ạ? Mét sàn là 770 này. Khỏi phải đo nữa. Anh bấm là xong rồi. 770. Dân rộng nhà mình bao nhiêu luôn? 5 5 4 8 7 70. 5 5 65 nhé. Đó, làm gì cho vào như là cho 5m rưỡi. À 5m6. 5m6 đi. 5m48 ạ, 548 ạ, 548. 548 770 là sàn luôn. Để vẫn mặc mấy phân, một phân của nan, một phân của xương, coi như là cộng thêm hai phân nữa. 48 là 50 ấy, đúng không? Vâng, 548 770. Chiều cao bao nhiêu ấy? Anh ra nhìn giúp em này. Cao bao nhiêu em? 1m99 à? Ok. Ok ok. 19 mấy? 1 9 9 nhân với 770 này. Cửa sổ này 188 này. Rộng em ơi. Hai sổ bằng nhau không bác, bác trai? Chắc chắn phải bằng nhau. Nếu bây giờ mà không bằng nhau thì lại phải hỏi bác thợ xây. Bao nhiêu tấn? 1m20 ấy. 1m20 ấy. Có hai cửa em nhân hai nhé. Ok. Em chỉ cho anh cái. Thứ nhất là cái full bức, full bức nó là 199 chiều cao, chiều dài kia nó là 770. Và sổ thì có hai cửa là 188. 188 đúng không ạ? Sổ là từ đây lên đến 188. À cao 188 nhân với chiều rộng là 120, có hai cửa em nhân hai. Ok. Em vào trong tính toán ạ. Nhà mình chắc hết tầm độ 200 anh Phong ạ. À ơ con ok con sảnh quên. Ôi cái đấy chắc không phải đo. Cái đấy thì nhăng dài nhăng rộng là ra ngay. Bao nhiêu em? 1m11. Em căng lại cho anh Phong nhìn đi. Không phải nhìn. Đây gọi là sảnh đây. Ok ok. 1m11 này. Ok đo chiều kia luôn cho anh. 1m23. 1m23. Vâng tầm 1m2 nữa. Ok xong anh. Dạ vâng. Ok đây. Ở điểm nhấn của toàn bộ không gian các bác nhé, Quý đứng ở vị trí kia cho anh. Là bông sen, cài led bên trong. Khi mà anh Giai đặt bàn thờ ở đây mọi thứ các kiểu là bật lên là thực sự là vô cùng ấm cúng anh nhỉ. Ở trước đây thì chỗ này anh để cái đèn chùm là hợp lý nhất này. Hai bên là hai quạt bác trai ạ. Là nó sẽ là hợp lý. Bởi vì là nếu như để quạt ở giữa đây thì lại không hợp. Bởi vì nay mai anh còn nhang đèn mọi thứ thì... Dạ. Ông nói này thì tôi có tí điệu khoảng là bây giờ các cháu là, vâng ạ. Nhưng mà trong cái thi công thì tôi thấy các cháu trẻ tuổi như nó là nhanh nhặn, con nhà nghề thật. Vâng. Các cháu nó ngoan ngoãn. Dạ vâng ạ. Chăm chỉ. Vâng. Cái thứ nhất là tôi thấy là đại biểu rất là tốt. Vâng. Nhà nữa tôi gia đình tôi cũng phục vụ các cháu cũng rất là. Dạ vâng, dạ vâng. Chú đáo, ăn dạ, vâng. Sáng, ăn trưa, ăn tối là. Vâng. Dạ vâng. Cũng là nói thế thôi thì nó thời gian nó không nhiều. Vâng. Chỉ rơi vào có 3 ngày nữa thôi. Vâng ạ. Nên gia đình của tôi. Vâng. Cuối cùng xin trân trọng cảm ơn thành phẩm các cháu. Vâng. Vâng ạ, cảm ơn bác nhiều. Cảm ơn bác nhiều. Dạ vâng.
Các bạn anh chị em thân mến, hiện tại em Khánh Trần Gỗ miền Bắc đang có mặt tại thành phố Việt Trì ở Phú Thọ. Và đây là không gian của gia đình nhà bác Quý và cũng như là anh Phong. Anh Phong là một vị khán giả, một vị khách hàng của đơn vị Trần Gỗ miền Bắc. Và em Khánh có nhận thi công lắp đặt toàn bộ hệ thống trần và cũng như là ốp tường của gia đình nhà anh ở không gian căn hộ này. Và một lần nữa thì cảm ơn tới đại gia đình nhà anh Phong cũng như là bác Quý rất nhiều có tại thành phố Việt Trì. Và có lẽ rằng là ngay bây giờ là mời tất cả các bác anh chị em sẽ cùng theo chân em Khánh đi vào trong đây để cùng gặp gỡ anh Phong là anh chủ nhà để xem rằng là anh ra chia sẻ như thế nào về đồ thợ Trần Gỗ miền Bắc. Vâng, chào anh Phong nhé. Dạ vâng. Và ngay lúc này đây em Khánh đang đứng cạnh anh chủ nhà và cũng như là anh khách hàng và cũng như là một vị khán giả của đơn vị Trần Gỗ miền Bắc, đó chính là anh Phong. Và em muốn hỏi anh Phong một xíu là trong quá trình anh em đội thợ Trần Gỗ miền Bắc của em Khánh thi công cho gia đình nhà mình ở đây, và em muốn hỏi anh rằng là anh cảm nhận như thế nào về cái tác phẩm Trần Gỗ này và cũng như là tư cách thi công rồi là tay nghề thi công của đội thợ bên em ạ? Nói chung là mọi cái thì anh nói chung là như anh em đây thì làm rất nhiệt tình, ok. Dạ, anh dạ, vâng. Mẫu mã đẹp, vâng. Chất lượng thì cái đấy thì anh cũng không khẳng định được. Có nghĩa rằng là chất lượng của gỗ thì phải thời gian mới trả lời được, đúng không anh? Được. Nhưng mà trước mắt anh cảm thấy về mẫu mã rồi là tất cả mọi thứ là anh cảm thấy là ok. Dạ vâng, dạ vâng. Em phải chê một điều. Ok, gì? Một lần thì cảm ơn anh Phong rất nhiều và chúc anh và chúc cả đại gia đình nhà mình thật là nhiều sức khỏe. Và hy vọng là nếu như mà nay mai mà anh có câu chuyện gì về Trần Gỗ nữa anh cứ alo em. Dạ vâng, cảm ơn anh Gia rất nhiều. Dạ vâng. Và đó là những lời chia sẻ của anh Phong, anh chủ nhà có tại thành phố Việt Trì, Phú Thọ. Dạ vâng. Còn gặp, còn làm nhiều công trình dạ vâng. Đẹp cho mọi người. Dạ vâng, em cảm ơn anh Phong rất nhiều. Dạ vâng. Và có lẽ rằng là gặp gỡ anh Phong rồi thì ngay bây giờ là mời tất cả các bác anh chị em sẽ cùng gặp gỡ bác Quý là người bố của anh Phong để xem rằng là bác trai chia sẻ như thế nào về cái tác phẩm Trần Gỗ này và cũng như là tư cách thi công của đội thợ Trần Gỗ miền Bắc bên em. Bác Quý ơi, con gặp bác một xíu ạ. Dạ vâng. Hôm đầu tiên lên, nếu như anh chị em xem clip thì thấy rằng là em Khánh cũng có làm việc với bác Quý và cũng như là anh Phong, với cả đại gia đình nhà mình luôn. Con chào bác. Và trong quá trình anh em thi công trần gỗ cho gia đình nhà mình ở đây thì là bác trai chia sẻ cho tất cả anh chị em biết rằng là bác cảm nhận như thế nào về cái mẫu trần gỗ này và cũng như là tay nghề thi công lắp đặt của bên con ạ. Nói chung là cũng nói với các bác này, các cháu này. Thực ra là các cháu cũng từ Bắc Giang. Bắc Giang. Dạ, vâng. Nội dung là thôi thì tôi cũng có tí cho cái khoảng nhà. Thì được sự tư vấn hà nữa các cháu cũng là nhiệt tình làm. Thế hôm nay thì cũng đã xong. Tức là có 3 ngày rưỡi thôi. Dạ, vâng. Nói chung là về chất lượng và công trình thì nói chung tôi cũng thấy rất hài lòng. Dạ, vâng. Là cái tính chất làm nó nhanh nhẹn. Vâng. Mà nó ngắn gọn cái thời gian để gia dạ. đình nó đỡ vất vả. Dạ, nói chung vâng. là về sản phẩm là rất là đẹp. Vâng, con cảm ơn bác Quý nhiều. Dạ vâng, một lần tôi cảm ơn bác Quý rất nhiều và chúc đại gia đình nhà mình thật là nhiều sức khỏe bác nhé. Và hy vọng một cái dịp nào đó mà con qua đây con làm việc ở bất cứ cái chỗ nào gần gia đình nhà mình, con qua đây con chơi với bác vẫn nhận ra bà con. Nhất trí rồi. Cảm ơn bác Quý rất nhiều. Dạ vâng. Cháu Khánh với tất cả các cháu thế là dạ, dạ vâng, dạ vâng. Cảm ơn bác Quý rất nhiều. Và ngay bây giờ là mời tất cả các bác anh chị em sẽ cùng theo chân em Khánh đi vào trong đây để cùng ngắm nhìn toàn bộ cái tác phẩm trần gỗ và em sẽ so le nhiều hình ảnh trước khi thi công cho tất cả anh chị em biết rằng là cái sự thay đổi khác biệt khi có trần gỗ vào các bác nhé. Và em sẽ có cái clip sau khi hoàn thiện dỡ ráo toàn bộ xong so le cho tất cả anh chị em để anh chị em cảm nhận được cái vẻ đẹp của trần gỗ mà đơn vị Trần Gỗ miền Bắc nhận thi công cho gia đình nhà anh Phong và cũng như là bác Quý có tại Việt Trì Phú Thọ. Ok, một lần nữa thì cảm ơn đại gia đình nhà anh Phong, bác Quý có tại thành phố Việt Trì, Phú Thọ. Và cảm ơn đại gia đình nhà mình rất nhiều và cảm ơn tất cả các bác anh chị em. Và đặc biệt là cảm ơn tới tất cả những vị khách hàng, những vị khán giả của đơn vị Trần Gỗ miền Bắc đã luôn luôn yêu thương, ủng hộ và
theo dõi những cái tác phẩm trần gỗ của đơn vị trần gỗ miền Bắc. Và cảm ơn tất cả anh chị em có nhu cầu và làm trần gỗ tự nhiên như là xoan, pơ mu, gõ đỏ, hương đá, anh chị em lên hotline để trên màn hình là 0395031999 nữa. Cảm ơn anh chị em rất nhiều. Xin chào. Trần gỗ miền Bắc nâng tầm đẳng cấp ngôi nhà Việt. Hotline 0395031999.